trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ cha đã nuôi con khôn lớn. Thập luật bộ khó hồn,
cấp ta hạ thử quan giải các dân quân thiên thư cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh quê tổ chỉ xã Tân Thu Trung Bắc ta định cư thiên thu cảnh tây tập quận tôn hồng cầu âm siêu dương thái sử thiên cai chủ võ thị quý hiệp cai quyến nam tử cai trị tổng trục siêu mát quân linh thủ quyền thần nô lê đắc cả mình hương linh lên học sư thầy thương hồ tiên phuông hương ngã lên trần giám thành sinh trong quý vị trần này 12 năm đinh dậu hương thọ 65 tập cũng là thúy ngũ âm bán hạt thánh pháp giới tứ sanh lục đạo tam thế quan gia của các đối chiến sĩ trận giống thần vào tỷ nạn tập loại cô hồng nam nữ đẳng trư quạnh hồng lai đau đàn tiền thánh pháp dẫn tinh họ tập hưởng thực tư giả kiên hoạt thị nhật nga lân chung thách chi trai tần trai trần bán nhật trưởng tỉnh lục hòa với thiện lữ gia chúng ta đi pha thu huyết kiểm thân hát thứ vô ngày đại dư lệnh nhân hiệu tội hưởng đạo phật thân thì cầu siêu độ cập bạch độ chư phương linh kiểm tắc ngoại hộ cam lộ tất thực nhất viên hổ thí hà sa nam tử phật gọi cô còn đẳng đẳng chúng lại đám đàn cùng nơi cùng tham sanh khi kiên trì định huệ văn thánh định một chỗ lưng quy mạng tam tôn khắc chính tập địa thuốc nguy trai chủ lợi tập cô hồn ngũ điệp thượng diễn viên đại sĩ thống lãnh thanh thanh quân bộ cô hồn tinh tri hạ cập thiển quan giải thất chân luân chúng thanh thông sách thế thư hậu tức niên nhị ngoạn sơ nhất thở điệp nhất lai tâm tiếng đó nghiêm thanh tâm dĩ kim ngân Thank you.
siêu hồi những buổi đất chúa qua hàng sợ tiên tri tu lời tiên cung pháp phương thường trụ phật pháp tăng tăng chưa phật bồ tát biến giác thân dân ngộ pháp luân thiên phật địa bồ tát quyền hiện thánh hiền trường thân chân phó đồng xuống giường tớ thời việt nam quốc thành phố thank you.
Thank you.
Hey.
Oh,
quyền. Nang Đà tôn giả nhân tập định, đức khổ đức quan thế âm thị diễn nhiên. Hưng từ tế vật tăng thị, cảm quả thâu ánh nhãn cổ truyền. Lương thành pháp dân phụ quân, mong sơn hải hậu thanh diêu danh. Lì xứ tiết vườn thanh thành mỹ thôi, chư Phật hiện. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
đêm qua tiếng bão đàn đồn đồn hoàn cảnh nhất nào lo tâm dung chịu như không hiểu đạo biết như quá khứ quan cứ não từ đây thu quá mất đàn nhạc mộ mới quy lối lý thiền và tự nhân ai
Phật Đà Già. Lúc con tan nhát duyên dạng đức cùng những điều nhiều nhớ xưa. Phật tăng đại từng bóng cùng chân lớn đàn ơn chấp bi hoa hồng. Tu công tan đất tập yêu lúc con hoàn tấn nhờ quỳ nắng tiếng nghiêm đề. Hoàng vị trí mãn hành để chớ tam thừa quán đấu để ngũ giáo gần trong số quỷ thần không tâm liệt ngô an ý đào mấy đâu là quyền kinh sáng dạ không tự nhiên chấp cam lồ là nhờ quý ấy ngăn ấy theo mà biết theo gì cả quỷ khó không tình đâu ta vô thành quý ấy. Dạ không qua qua đây là chú tình yêu anh có nghe bóng để tâm mấy nhà ơn một cái bài này luôn mong thái thành dây ngang phát đèn long mang tất cả họ anh thấy và mấy con có bị điều em dạ không có ngờ nghĩa vô đại dương đại dương quý ấy không phải nghiệp thì mai các bạn sắp nó có mà chịu có mà vẫn là nhớ là những quý ấy nhá nếu mà nghiệp thì đâu thì ta bài thầm thế có mua còn giờ thì quân bắn thân nhau duyên chén nhà chi nguyện thờ chơi như tối thờ phát mùa này con nguyện dưỡng pháp với chúng sanh nhớ tôi đông đà ba đón đá vô thượng nhà luôn ai nhà
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.
lời dạy của cha con mãi ghi trong lòng, biết ơn không nhớ oan, biết tha thứ yêu thương. Những lời dạy của cha đừng sống chi vì tiền, sẽ luôn không có được một nghĩa tình anh em. Những lời dạy của cha sống phải luôn ân cần, luôn kính trên nhường dưới và có lòng vị tha. Những lời dạy của cha cho con biết thêm nhiều nhân cách trong cuộc sống, mãi trọn đời không quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo.